Ok, chúng ta sẽ sang cái phần review bài số 10 của chúng ta. Complete the quiz. Ở đây bài số 2 này, nó là listen and order the lines. Sắp xếp lại các cái dòng này theo thứ tự. Và sing, có phần audio ở đây. Các bạn hãy lên trang website English Mom làm cái phần này nhá. Tự làm phần này, đó. Muốn chữa thì các bạn sẽ chụp đáp án lên, đăng lên group Facebook English A Mom, tiêu đề rõ ràng. Đó, cái phần bài 10 review của unit của lớp 5, đó cô sẽ chữa bài cho các bạn. Còn bây giờ thì cô sẽ hướng dẫn các bạn cái phần từ câu hỏi số 1, câu hỏi số 9 của phần số 1, ok? Now, ở đây là một danh từ, a large piece of stone, large, âm J này, PCS này, of stone, used, ok, ED ở đây chúng ta đọc là the for building. Cái tảng đá lớn để mà sử dụng cho xây dựng, ok, cho việc xây này, nó sẽ là block, ok. Next one, who found the Roman town? Đó, cái bài, cái story của chúng ta. Đó, who found the Roman town? Ở đây là some builders. Builders. Z ending sound, chấm. Circle the correct word in this sentence. We had a wonderful time at the theater. Okay. So, TH không tỏ này, the này, TH tỏ này. Đó, hai cái TH khác nhau. Cùng là TH nhưng mà có một cái TH tỏ, một TH không tỏ. Ở đây, we had a wonder. Okay. Và đây chúng ta sẽ cần một tính từ, bởi vì đằng sau này là một danh từ wonderful, chọn wonderful. Alright. We had a nối âm nhé, wonderful time at the theater. Next one, number four, circle the correct answer. I can find my camera. Ok, ở đây là có phủ định này. Chúng ta sẽ có các cái đại từ bất định, everywhere hay là anywhere. Thì anywhere sẽ sử dụng với câu phủ định và chúng ta sẽ chọn anywhere. I can't find my camera anywhere. Next one, number four, circle the correct answer. Have you had? Ở đây là câu hỏi này. Thì chúng ta cũng sẽ sử dụng ở đây là any. Any sẽ, anything ở đây sử dụng cho câu hỏi. Ok, và khoanh tròn anything. Have you had anything to it? Ok, circle the correct answer. Pass cold. You yesterday. Ok, đây là câu hỏi lấy đuôi này, kiểm tra cái phần ngữ pháp của chúng ta này. Pat called you yesterday. Ở đây call là dạng khẳng định rồi. Và nếu mà muốn phủ định của nó thì chúng ta sẽ dùng trợ động từ did ở thì quá khứ đơn. Call cũng đang ở thì quá khứ đơn. Vậy chúng ta sẽ sử dụng là Pat ở đây là she đúng không? Didn't she? Alright. S hát tròn miệng. Didn't she? Đó. Number 7, where is Machu Picchu? Đó là trong cái bài đọc của chúng ta. Where is Machu Picchu? Chờ âm chờ nha. Machu Picchu. Và chúng ta có đáp án. Chúng ta các bạn mở lại bài đọc này. In Peru. In South. Giới từ này chỉ giới từ cho sử dụng cho cái địa điểm này, South America. Ok, TH ở đây là the South America. Ok. Đó là cái phần câu trả lời số 7. Tiếp đến câu trả lời số 8, chúng ta cần một tính từ very old, rất là cũ kỹ, from a long time ago. Từ rất nhiều ngày tháng trước, năm tháng trước. Và đây chúng ta sẽ có tính từ ancient. Cổ đại, cổ kính. C ở đây chúng ta có phiên âm là ancient, but ending sound. Rồi, bài số 9 của chúng ta kiểm tra cái phần ngữ pháp là viết này. Write two ways to make a piece of writing more interesting. Thì các bạn sẽ mở lại cái phần writing của chúng ta. Making writing more interesting. Đó, nó có 5 cái cách mà người ta đưa ra cho chúng ta làm cách nào để viết phần viết của chúng ta hấp dẫn hơn, thú vị hơn. Đó, thì các bạn hãy mở lại trang 98 nhé. Page 98. Và đọc cái đó và ghi các cái 5 cái gợi ý đó ra. Alright, rồi.